căng miếng ra. Đó, bóc đầu lên nè. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Nay thì trở lại cánh đồng miền Tây các bạn ơi. Thì máy đang chạy, còn cái anh này thì đang cắt lúa ở cặp cái đường mương các bạn. Lúc trước sợ máy chạy vô đây không được ha, rất là lúng luôn các bạn ơi. Chiếc máy cắt thì đang thu hoạch ở ngoài xa các bạn ơi. Giờ hai chiếc máy kéo đang gom lúa là chạy vô một chiếc các bạn. Như mình thấy cái đường đi thì rất là khó đi luôn các bạn ơi. Cái đường máy chạy ra vô nhiều ha, sình dữ lắm, sình luôn nè. Dốc các bạn ơi, dốc thì căng dữ ra. Đó, bóc đầu lên nè. Tới cây lúa rồi các bạn ơi. mái nhà luôn này các bạn, máy của chú tài xế này nè. Cái chỗ này hơi lúng nha, chỗ này nó có cái lung ở giữa luôn các bạn ơi. Cánh đồng này thì đất lung các bạn ơi, nên con cá dữ lắm, cá luôn các bạn. Này không ai lại đây thiệt chứ nha. Nãy giờ mình thấy cá nó nhảy trong lúa quá trời luôn các bạn ơi. Mấy cắt chạy cái đường bánh xích nó chào cá lên các bạn. Đúng rồi. Rồi quá nước luôn rồi các bạn ơi, cái cánh đồng này anh đi theo máy cắt mấy cái chỗ lúa sập chứ lội đi dò đường trước các bạn ơi, nó đúng là tới ngực luôn gặp nó dữ á. Đây có động cơ máy bơm đang bơm nước đó mà nãy giờ cắt lúa thì tắt rồi ha, giờ nước nó dồn xuống quá nhiều rồi nè. Cắt ra qua đường kia rồi các bạn ơi. Ở cái góc máy này thì mình như các bạn thấy thì rất là nhiều nước luôn các bạn ơi. Miếng ruộng này thì bơm nhưng mà không có dám bơm khô các bạn, để có nước đất nó đừng có dẻo cái cách để ra chạy